Ủa, mẹ bệnh hay gì mà sao mắt mẹ thâm dữ vậy mẹ? Mẹ không có bệnh mà cả đêm mẹ trằn trọc, mẹ ngủ không được. Mẹ có chuyện muốn nhờ con giúp nè. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nghi á là ba con có con rơi với bà Thu Phương. Hôm qua nó tới nhà mình nè. Bây giờ mẹ muốn nhờ con làm sáng tỏ là hai người có phải là cha con với nhau không? Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi, con nghĩ chắc không có đâu mẹ. Mẹ nghi ngờ lung tung á. Không phải là mẹ gan bậy gan bạ, gan bóng ăn gió rồi con, mà tại vì thằng nhỏ đó nó có nhiều đặc điểm giống ba con với thằng Hạnh lắm. Rồi hỏi ba nó là ai nó không biết. Mẹ cần nghi thêm nữa. Coi như là mẹ xin con năn nỉ giúp mẹ thử coi hai người có phải là cha con với nhau không. Được rồi, nếu như mà ba con làm chuyện có lỗi với mẹ hả, con sẽ đứng bên mẹ, con sẽ làm sáng tỏ cái vụ này, lấy lại công bằng cho mẹ mới được. Thì bây giờ làm cách nào đi con? Dễ mà mẹ, mình thử hay đi em. Rồi làm sao? Thì mình lấy nước bọt nè, rồi tóc nè, tóc hoặc là móng tay của cái anh đó mình thử. Nước bọt làm sao mình lấy được của người ta? Dễ mà, cho ăn xương gươm. Ăn xương gươm rồi sao? Con sẽ mời ổng ăn xương gươm. À, rồi cái mình lấy cái xương gươm ở trong miệng anh á, mình đi thử hay đi em. Nó ăn trong miệng sao mình lấy được? À, con mời ăn xong rồi mẹ sẽ từ ngoài sau mẹ vỗ mạnh một cái. Rồi làm như vô tình mình té. Đúng rồi. Ra mình lụm. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy hả? Trời ơi, cảm ơn con đã giúp mẹ nha. Chúng thôi mẹ sẽ không yên lòng về cái vụ này đâu. Mẹ yên tâm đi mẹ, con sẽ đứng bên mẹ. Trời đất ơi, hồi xưa đây hả mẹ? Trời ơi, nhìn thấy cưng quá, cái này gia đình mình phải không? Chứ còn ai nữa. Trời ơi, hồi đó nhìn ba với mẹ bi nhon quá trời quá đất. Để mẹ nói con nghe, hồi xưa còn khó khăn mà, tao nói người nào nấy ốm nhom nhất à. Nhưng mà ba đẹp trai lắm mà nghe. À, ba thì thấy không thay đổi, có mẹ là phi nhiêu ra. Anh đẻ thì phải vậy thôi. Nhưng mà ba nhìn phong độ ha. Phong độ lắm chứ. Wow, tấm này chụp chung với nữ sinh quá trời luôn. Nhưng mà ế chổng ấy trơn nghe. Trời ơi, mai là mẹ hốt ổng mà mới có vợ đó. Nè, ba đừng có xuyên tạc lịch sử nha. Hồi xưa gái bu ba quá trời mà lỡ cứ mẹ con ra phải chịu vậy thôi. Xưa gái bu dữ lắm hả? Bu dữ lắm. Có khi nào có em rơi em rớt gì của con không? Có chứ. Ê, cái này cũng dám có nha. Ông nhớ là ông đi một thời gian cả năm trời mới về nhớ chưa? Có, mẹ con bà nói chuyện bán như tao lắm. Nữa thật này trời. Ê, tối ngày cái xì hơi hoài chịu không nổi luôn à. Trời ơi. Dạ đâu rồi, tôi phải nít đâu, không biết xấu hổ hả? Thì đã cố gắng không thả tầm bậy rồi, nhưng mà đôi lúc cũng phải em lại chứ. Có cả ai kêu kìa. Ra coi ai mở cửa. Ông làm gì mà ông phản ứng mạnh như vậy? Ông ở chung nhà nó bao lâu nay ông biết tính đó mà. Nó ưa xì hơi. Nhưng mà nó ém lắm rồi thì bây giờ phải cho nó xả ra chứ. Chút xíu mù nó bằng hết. Lịch sử chứ bà đó, dạy con kiểu đó là binh con nó hư. Bà, con hư tại mẹ. Có cái anh này kiếm bà. À chào rồi. Dạ, chào. Chào hai bác. Đúng rồi nè anh. Con là ai vậy? Con kiếm ai? Dạ con là con của mẹ Phương. Mẹ Phương? Dạ. Con tên gì? Dạ con tên Đức. Dạ con là con của mẹ Phương ạ. Mẹ Phương có phải là Thu Phương không? Dạ. Con Thu Phương lớn vậy đó hả? Trời ơi, con Phương hả? Tránh ra coi. Ủa? Tránh ra. Trời ơi, đây con Phương ở đây là con của Đức Nghĩa mà sao bị đuổi quá vậy? Lớn quá trời quá đất. Dạ. Đức phải không? Dạ 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 đúng rồi. Sao mẹ con khỏe không? Dạ mẹ con khỏe. Mẹ con nhắc tới bác Nghĩa hoài nữa. Dạ. Rớt nước mà rớt uống nữa bạn. Dễ thương quá. Đi rớt đi. Ủa sao con lại đi? Mẹ mẹ đi. Dạ dạ. Rót dạ. Nước đi. Anh Đức với lại ba Đức Nghĩa chờ Đức Hạnh đi rót nước nha. À, mà con ở nước ngoài mới về, à, mẹ con có món quà gửi cho hai bác. Vậy à? Trời ơi, quà cáp, chúc mừng quá. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Gửi lời thăm mẹ con nha. Dạ. Con cho bác hỏi con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 46 tuổi ạ. À. Nhỏ hơn Hạnh 2 tuổi. À, dạ. Dễ thương quá đi. Ê ba. Gì? Trời ơi, sẵn ở đây nha. Ăn cơm với bác bữa nha nè. Đi chợ mua đồ ăn nhiều về. Ngon. Ê dạ. Đẩy Đức. Dạ chắc thôi con thấy làm phiền hai bác quá vậy. 77 đã đến nhà phải ăn với bác bữa cơm thôi bác buồn nghe. Đúng rồi, tới chơi ăn nhưng mà thôi ông đi chợ chứ ở nhà có gì ăn nấy ha, cho nên vui gì đi. Nếu mà hai bác nói vậy thì con xin phép, bây giờ lâu quá con cũng có ăn bữa cơm gia đình nào hết. Tội dạ, nghiệp. Cảm ơn hai bác. Dễ thương lắm sao. Ăn tự nhiên hả con? Dạ dạ dạ. À, hôm nay tụi nó đi vắng hết rồi, ngày nghỉ mà. Thôi con ăn tự nhiên coi như nhà nha con ha. Dạ 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 con cảm ơn. À dạ.
À đi con, cá chiên ngon nè. Con không biết ăn cá. Tự con ăn cá là con bị mắc xương. Giống bác à. À thôi ăn thịt đi. Có bỏ ngon. Vậy gấp trong chén con đi gấp hết. Dạ dạ con cảm ơn bác. Dạ. Thôi con ăn cá. Đất là đất. Con ăn thịt ăn cá. Chưa hết. Bác thấy con đẹp trai quá à. Mà không có nét giống mẹ con chút xíu nào đâu. Chắc giống ba phải không? Dạ. Cái này con cũng biết nữa bác. Tại vì từ nhỏ là con đã không có ba rồi. Từ nhỏ không có ba rồi hả? Thôi, bà này đang có tự nhiên hỏi cha hỏi mẹ ta. Ăn đi con, ăn đi. Trời đất ơi, cái thằng này đang ăn cơm có khách khứa bất lịch sự à? Bà đâu phải con. Nếu mà là con là con phải nhà rồi, nó đâu phải con đâu. Dạ, xin lỗi cả nhà. Con. Con mới phì hơi. Bé lớn của tôi có Hoàng Anh ơi. Mẹ hả mẹ? Mẹ vô được không? Dạ mẹ vô đi mẹ. À con có soạn đồ đi làm hả? Dạ. Ủa mẹ bệnh hay gì mà sao mắt mẹ thâm dữ vậy mẹ? Mẹ không có bệnh mà cả đêm mẹ trằn trọc mẹ ngủ không được. Mẹ có chuyện muốn nhờ con giúp nè. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nghi á là ba con rơi với bà Thu Phương. Hôm qua nó tới nhà mình nè. Bây giờ mẹ muốn nhờ con làm sáng tỏ là hai người có phải là cha con với nhau không? Mẹ ơi mẹ bình tĩnh đi, con nghĩ chắc không có đâu mẹ. Mẹ nghi ngờ lung tung á. Không phải là mẹ gan bậy gan bạ gan bóng ăn gió rồi con. Mà tại vì thằng nhỏ đó nó có nhiều đặc điểm giống ba con cái thằng Hạnh lắm. Rồi hỏi ba nó là ai nó không biết. Mẹ cần nghi thêm nữa. Coi như là mẹ xin con năn nỉ giúp mẹ thử coi hai người có phải là cha con với nhau không. Được rồi. Nếu như mà ba con làm chuyện có lỗi với mẹ hả, con sẽ đứng bên mẹ. Con sẽ làm sáng tỏ cái vụ này, lấy lại công bằng cho mẹ mới được. Thì bây giờ làm cách nào đi con? Dễ mà mẹ, mình thử hay đi em. Rồi làm sao? Thì mình lấy nước bọt nè, rồi tóc nè, tóc. Hoặc là móng tay của cái anh đó, mình thử. Nước bọt làm sao mình lấy được của người ta? Dễ mà, cho ăn xương gươm. Ăn xương gươm rồi sao? Con sẽ mời ổng ăn xương gươm. À. Rồi cái mình lấy cái xương gươm ở trong miệng anh á, mình đi thử hay đi em. Nó ăn trong miệng sao mình lấy được? À, con mời ăn. Xong rồi, mẹ sẽ từ ngoài sau, mẹ vỗ mạnh một cái. Thôi, làm như vô tình mình té. Đúng rồi. Ra mình lụm. Đúng rồi. Vậy hả? Trời ơi, cảm ơn con đã giúp mẹ nha. Chứ thôi mẹ sẽ không yên lòng về cái vụ này đâu. Mẹ yên tâm đi mẹ, con sẽ đứng bên mẹ. Từng bước thăm à. Ủa, sao con chưa đi làm vậy? Dạ, hôm nay con không có đi làm. Ủa? Bệnh nhân của con nói với Dung rồi. Chuyển hết vào phòng ba luôn. Chuyển hết cho ba luôn hả? Dạ. Cảm ơn con. Ba phải đi để bệnh nhân nó chờ. Dạ, đi đi ba. Dạ, đi đâu đi. Ba đi.
ta đi đây. Ba đi rồi, giờ mình tiến hành sao đây? Kế hoạch sao? Thì thiệt như vợ con đã bàn đó. Con thấy thằng Đức nhìn nó thân thiện, có cảm giác gì nó thân quen. Giống như là con cứ nhìn thấy mái tóc của nó là con nghĩ là tụi con một vụ không đó. Thân quen thân thuộc gì? Hai đứa đâu phải là cha mẹ ruột đâu. Bây giờ cách của ba con, ông con thấy thiên vị rõ ràng không? Con xì hơi thì ông nhăn nhó ông quýnh con. Còn thằng kia xì hơi, ông thương ông lắm, nhưng là không có nói tiếng nào trơn. Nhiều khi ba thích mùi Mỹ hả ta? Mày nói mày quá. Mẹ, sao? Con thấy bây giờ chỉ có xét nghiệm ADN là chính xác nhất luôn á. Nhưng mà mẹ có số điện thoại của ổng không? Mình mời ổng tới nhà là tiện nhất. Khoan khoan đã, xét nghiệm ADN là mình phải kêu ổng tới nhà, rồi mình lấy ADN của ổng mình đi thử hả? Đúng rồi. Sao mình không thử kiểu dân gian đi? Là sao? Mình chích máu ổng mình bỏ vô trong cái tô. Chích máu bà bỏ vô, nếu hai giọt máu hòa hiện nhau, hai người đó là cha con. Trời ơi, dễ gì vậy nhé, không được. Làm như trong phim vậy. Cái này mình chỉ nghi ngờ, không có làm lộ liễu gì được. Có số điện thoại của nó nè. Gọi đi mẹ. Thấy ghét lắm. Thân tình đó ba con. À, bác ơi, con cho bác cái số điện thoại này nè. Tại vì ở Việt Nam con không ai thân tình hết trơn. Có mình bác à, có gì bác liên lạc với con nghe. Mẹ thấy ghét không? Để mẹ. Mẹ gọi đi, mẹ mời, mời ông tới đây ăn cơm. Mời tới đây ăn cơm. Sau đó mình sẽ bỏ thuốc ngủ cho nó ngủ rồi mình chở nó đi bệnh viện. Alo, Đức hả con? Lên chưa mẹ, lên chưa? Nó tới cửa rồi, bây giờ sao? Mẹ, bây giờ ổng lên. Con sẽ đưa ổng sang cơm ổng ăn. Rồi sao? Mẹ núp nha. Rồi núp. Chừng nào con nói vô là mẹ làm mọi cách để cho ổng nhả cái sân hương ra. Mình lấy cái đó mình đi xét nghiệm nha mẹ. Rồi mẹ núp. Mẹ núp đi. Vô đây. Anh. Hả? À, Đức. Ở đây Đức. À, đây là Hoàng Anh. Dạ, chào. Dạ, chào chị. Dạ anh đó. Dạ. À, mình à... Anh, mời. À, tự nhiên, đất sáo vậy. Gì trời ơi. Dạ. Thì đủ hoang nhé. Chú ngồi đi anh biết. Dạ. Bật ta ham ăn rồi. Ăn xương gom cho thơm miệng nè. Dạ được anh. Ăn đi anh, lỡ xé rồi. Khách sáo vậy. Ăn đi anh. Ăn đi. Dạ. Bỏ miệng nha, này cũng dễ ăn lắm. Dạ chưa ăn hả? Dạ không, anh cứ ăn. Dạ. Bên đó Đức có gia đình chưa hả? Dạ, gia đình của em à. Dạ. Chưa. Dạ không, em có rồi. Chưa. Hay có rồi. Chưa. Dạ chưa. Rồi chưa, rồi. Chưa. Rồi. Chưa có con đúng không? Dạ. Chưa có con, nhìn cái bổn là biết chưa có con. Dạ. Đàn ông có con ốm lắm. Dạ. Anh mời anh ăn kẹo đi. Dạ. Ăn đi cứ nhấp nhả hoài vậy tội nghiệp ta. Dạ ăn. Dạ. Trời ơi, xin lỗi mình kỹ quá, cuộn lại rồi. Dạ. Bên nước ngoài chắc người ta ăn vậy. Dạ. Cho nó vừa miệng. Dạ. Ăn đi. Dạ không anh cứ ăn. Công việc bên đó ổn hả Đức? Dạ, nói chung là cũng chưa. Ổn. Không, ý là anh hỏi mẹ ổn chưa? Có nghĩa là ổn chưa, trả góp, xe cộ, nhà cửa đồ ổn hết chưa? Dạ. Em nghe nói là bên nước ngoài là mình góp hết tất cả mọi cái đó anh. Dạ, thì nói chung là ổn. Dạ, vậy là mừng. Dạ, mừng. Vậy xin phép anh chị. Dạ. Mới tới hả con? Phun ra, Đức phun ra. Nhả xương gom ra, nhả xương gom đừng ngại. Nhả vô tay nè Đức. Nhả ra. Nhả vô, cô bác vỗ mạnh quá em nuốt luôn rồi. Nuốt rồi. Trời ơi. À quên, nó nuốt rồi, bây giờ thích. Đây,
Thêm biết rồi. Cô kêu này tao bày kêu khác đúng rồi. Dạ. Ăn đi con. Xin phép em nói thiệt được không anh? Nói đi, người nhà không mà. Dạ bị em không có ăn xin gum được. Tại sao? Sao vậy? Em bị tiểu đường. Hả? Dạ. Kỵ đồ ngọt không có ăn được. Ồ, tiểu đường hả? Ờ, cử đồ ngọt hả? Dạ. Tiểu đường kìa. Con, ăn đi ăn trái cây rồi ăn bánh ngọt rồi con. Dạ cái này nhiều đường lắm con ăn không được. Quên tiểu đường. Kỹ khổ quá ha, mời lại đi mà không ăn gì được hết trơn trọi. Dạ mẹ. Ngứa hả? Trời ơi đừng có làm khó, tóc này mà kêu trẻ hai mái cái gì. Đúng hôm qua kêu trẻ hai mái hồi nào lấy tóc thử ai đi em. À, lấy tóc. À Đức à. Dạ. Yeah. À, Đức à, Đức ở bên đó chắc sướng ha. Nói chuyện với người nước ngoài không? Dạ. Đức là thuộc khối châu Âu phải không ta? Dạ không, em châu Mỹ Latin. Ở Mỹ mà, ở Mỹ. À, Đức, cứ nghe Đức Đức, con tưởng nó là bên châu Âu không. Trời ơi. Bên đó giờ sướng. Dạ. Được nói chuyện với người nước ngoài không? Dạ, người nước ngoài không à. Dạ. Làm gì cũng vất vả hả con hả? Dạ, dạ, cũng nói chung là cũng mệt mỏi lắm bác. Hèn gì mệt quá cho nên thấy là có vài cọng tóc bạc rồi đó. Mẹ nhổ cho mấy cọng tóc bạc thì mẹ. Đưa bác coi. Móc. Đâu có đâu, tóc đen thui bạc đâu bác. Đó, con thấy lòi ra mấy cọng tóc bạc kìa. Có một hai cọng kìa, lơ phất phơ vài cọng thôi. Mẹ, con thấy. Đó, lòi ra đó mẹ. Thật ra thì bác nói đúng á. Tại vì em cũng kỹ lắm, tóc em nó có cái gen á, nó hay bị bạc. Cho nên là rồi con ở nhà con nhuộm kỹ lắm, chắc không có sợ bạc đâu. Phải có chứ, trời nguyên một nùi mà phải có một hai cọng sót ra. Mẹ. Có bạc. Mẹ. Trời nó nói bạc đâu thôi. I want to hair. Trời ơi, nó tóc bạc là phải có tóc bạc cho nhổ. Dạ con nhổ thử xin con hair một thôi. Có cọng tóc bạc nè. Trời ơi. Nè, tóc bạc nè. Mẹ giữ đi. Giữ chi? Công nhận mắt chị tinh quá. Tóc bạc sai vậy mà cũng thấy hay thiệt. Để anh đi mẹ, không có biết mẹ gì. Mẹ qua đây ngồi cho con ngồi với Đức cho. Rồi. Anh té có sao không anh? Không sao, anh không sao đâu. Dạ. Giỏi quá chồng ơi, chồng giỏi quá. Một nồi. Sao không có còn nào hết vậy? Đâu? Không có. Không có gì. Không có gì hết. Dạ. Đức, công nhận tóc của Đức chắc khỏe quá hả? Dạ đâu có. Tại vì mẹ em nói cái gen của ba em á là yếu lắm. Tóc nó mà mốt sau này sẽ bị hói nữa. Cho nên thấy vậy chứ không có quơ nè. Thôi đó rồi, quơ nhẹ. Đây em. Có cọng tóc rồi đó. Có rồi. Anh. Tóc yếu lắm. Yếu ơi, anh. Dẫn Đức xuống dưới. Rồi đi xuống dưới. Đi xuống dưới anh làm mà nước cho uống. Đi hai anh em xuống dưới. Anh em xuống dưới mà nói chuyện bếp nha. Có gì ăn không người? Mẹ dọn sẵn rồi đó. Rồi. Dạ con chào bác. Dạ. Trời ơi có một cọng tóc thôi mà từ nãy giờ muốn chết luôn á. Bây giờ sao làm con hồi hộp dữ sao vậy? Bây giờ con sẽ qua con bịch bỏ vô. Quay con lấy cái bịch con bỏ này vô. Con qua con lấy cọng tóc của ba nữa. Tóc ba dễ. Xong rồi sau đó con đi thử. Coi có đúng không nha. Rồi mày cầm nha. Mày cầm nha. Cẩn thận nha. Trời ơi. Nó đâu rồi? Có rồi. Bỏ vô các bạn. Tổng mắt rồi. Ủa, tóc của thằng Đức con có chút xíu à. Sao rớt đây lấy lên dài dữ vậy trời. Vậy nè, này tóc con hay tóc mẹ rồi? Vậy tóc không đâu. Ai biết, rồi bây giờ cái này thử ADN được không? Sao mà được, cái này phải của ổng làm sao mà thử được. Bây giờ sao? Bây giờ sao bây giờ? Xuống dưới mình tìm cái khác.
Ê, bây giờ xuống dưới nhổ tóc nó đi. Được không được? Bây giờ mình xuống á, mình nhổ là bị lộ liền. Hồi nãy cũng đã khó cái vụ tóc tai rồi. Bây giờ cách gì? Móng tay. Móng tay. Dạ. Cơm đây. Dạ. Mẹ ơi, em ơi, ăn cơm đi. À. Dạ, dạ. Ừ. À, đấy con. Rồi xuống đi tụi con. Trời đất ơi, thiệt luôn á. À, đói bụng chưa? Dạ dạ con cảm ơn. Ê, khoan ăn. Ở cái nội quy của nhà bác là dạ, trước khi ăn á là phải đưa tay lên kiểm tra coi có sạch sẽ mới được ăn. Đưa tay lấy cái nào. Ừ. Ừ bác, con nhớ lần trước mình đâu có làm gì đâu. Nhưng mà kỳ này nó mới ra nội quy mới. Đưa tay coi. Okay. Nhà này luật ban hành liên tục rồi. Trời ơi con ơi, sao con để mà cái móng tay con dài dữ vậy trời. Ờ, không, con mới hết mà, nó ngắn không? Không, nhưng mà so với bác là bác thấy dài lắm. Cắt liền mà, cắt liền. Thôi bác, chuẩn bị rồi bác. Hay để em về nhà em cắt được không? Đợi đây đi. Con trai dũng về tay chân cắt có biết đâu mới phạm, hiểu không? Đưa đây cho bác. Đức, đúng rồi đó Đức. Để mẹ tôi làm cho. Đây, đưa cho. Hay là cắt cái này cắt mình hốt bỏ. Đây, sạch sẽ. Bạn ăn cơm mà nó văng vô đồ ăn rồi kiếm khó lắm. Nó ngắn thiệt. Đó. Đó, nghe một cái cốc là biết nó rớt rồi đó. Được chưa? Được. Thôi, hai ngón cho chắc chứ một ngón hồi nữa là mất. Được, mẹ ơi. Ra. Ngắn khó mẹ, ngắn khó lắm mẹ. Nếu mà khó quá thì chắc vô miếng da luôn. Được. Đó. Chỉ để đây mà không nói gì hết. Ê, cắt đủ rồi hả? Đủ rồi. Ủa sao khóc vậy? Bác xin lỗi, chắc bác cắt trúng tay con cho nên con khóc hả? Chắc cha có khi nào không biết được sự thiệt không? Chứ sao con khóc vậy? Anh này gửi lên coi con có bị đau chưa, cho nói đi chị hoặc anh khám cho con. Có bị bệnh ở đâu không? Có gì tôi khám cho anh Đức. Dạ, không có gì. Hay không, tôi nói là nó biết sự thật rồi đó. Con không có tôn trọng người ta nào, giật tóc móc nách người ta. Nó thưa đi công an một cái được như một cái bỏ tù nè. Anh Đức ơi. Anh ngồi đi. Tôi cũng biết là gia đình của tôi có nhiều cái hơi bị quá đáng, có nhiều cái hơi bị kỳ cục. Nhưng mà mong anh cũng thông cảm. Anh đừng có vậy, tự nhiên cái tụi tôi cảm thấy có lỗi quá. Bác xin lỗi con nha. Là bác biết cái chuyện của người lớn thì không có liên quan tới con, cho nên bác đối xử với con vậy thì nó hơi kỳ quá ha. Đức muốn làm mắng Đức cái gì nói dạ, thoải mái. Đừng có thưa công an bắt tụi tôi là được. Dạ đâu có, dân nhà hiểu lầm rồi. Không phải vậy bác ơi, không phải vậy đâu anh chị. Chứ sao con khóc? Mà Đức khóc. Dạ không có, tại vì bác biết không, lâu lắm rồi con mới có được cái cảm giác giống như ngày hôm nay. Không có ai mà lo cho con giống như vậy hết trơn á. Chỉ có mẹ ruột của con với lại mẹ Thu Phương á là lo cho con vậy thôi. Mà ngày hôm nay bác làm con cảm động quá. Khoan. Ủa, vậy là mẹ ruột với lại mẹ Thu Phương là hai mẹ hả? Dạ, hai mẹ. Ủa, là sao? Dạ, tại vì lúc mà mẹ con á, lúc con 10 tuổi á là mẹ con mất, cho nên con qua con ở với lại mẹ Thu Phương. Nói vậy con không phải là con ruột của Thu Phương hả? Không phải con ruột. Trời ơi, vậy mà thiệt á, tôi tưởng đâu là vậy đó rồi cái mẹ không à. Mình đứt tóc rồi móc mắt rồi làm tùm lum tùm la rồi thôi. Ăn uống thoải mái. Trời ơi, cha dục vậy đấy. Bích ơi. Ăn đi, vui rồi, vui rồi. Thoải mái, mẹ để con bé cơm, Giờ nhờ mẹ mất năm 10 tuổi cho nên tụi anh ăn uống thoải mái. Chắc là lộn. À, mẹ. Ai ăn cơm nha. Trong thời gian mà con về nước đó ha, ở đây cứ lại nhà bác ăn thoải mái coi như gia đình để nghe. Ờ trời. Nhà này vui lắm ư. Rồi kỳ sau ăn khỏi cần đưa bàn tay nha, kiểm tra. Hôm nào mà muốn ăn lẩu rồi qua nhà anh ăn lẩu luôn. Lấy đi đũa, mời mày Đức. Đây nè. Một bó nè, lựa như lựa đi. Ăn thịt thoải mái đi con, thịt thoải mái đi con. Địch xì hơi cũng thoải mái, không có sợ gì hết. Yeah.